giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân động trung tâm tài đạo trẻ PVF để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà PVF CND và đội khách Phù Đổng trong khuôn khổ của vòng 2 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa đội chủ nhà PVF CND và đội khách Phù Đổng đã được bắt đầu. Ở trong hiệp thi đấu thứ nhất thì PVF CND họ sẽ bảo vệ phần sân bên trái màn ảnh của quý vị khán giả trong trang phục áo đỏ quần đỏ và tất đỏ. Sau khi đó thì Phù Đổng sẽ ra sân với trang phục áo xanh quần xanh và tất xanh và bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của quý vị khán giả. Ngọc Sơn đưa bóng vào. Cơ hội khá nguy hiểm. Tình huống đưa bóng ra cột xa tương đối tốt của Ngọc Sơn. Nó cũng gây ra đôi chút sự bối rối dành cho Thành Quang Đại. Đây là Duy Anh. Tình huống lên bóng tốc độ dành cho Phù Đổng. Duy Anh không thể đưa bóng ngay lên phía bên trên. Quốc Nhật. Đường áp sát có lỗi tới từ Đức Phú. Đưa bóng vào. Đánh đâu? Cơ hội không được. Thế vậy bóng đã đi hết đường biên ngang và sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên dành cho PVF CND mà thôi. Từ một quả phạt góc thì Phù Đổng cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số trước Bình Phước. Đưa bóng vào. Không được. Đó là một tình huống đá phạt góc thẳng về phía khung thành của Phí Minh Long. Đây là Hồng Sơn. Đường chuyền cho Duy Anh. Đến bóng dành cho Phù Đổng. Không được, vẫn là Duy Anh, dứt điểm. Bóng đã đập vào cái chân của Viết Phu. Và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho Phù Đổng mà thôi. Thanh Nhàn. Tình huống qua người của Thanh Nhàn. Không được. Gia Bảo chơi quá kinh nghiệm trong tình huống vừa rồi. Tiểu Minh. Mật bóng nguy hiểm, cơ hội lên bóng dành cho Phù Đổng, đây là Hồng Sơn. Bên trong đang có Văn An. Hồng Sơn, cơ hội không được. Đó là một pha cản phá đầy giá trị đến từ cầu thủ của PVF CND. Chúng ta sẽ cùng lên xem lại pha bóng này của Phù Đổng. Một pha bóng mà Hồng Sơn đã chơi hơi chắc chắn khi mà anh không quyết định dứt điểm ngay mà là một đường chuyền vào dành cho Văn An. Cùng đến cùng với Xuân Bắc là như đứng trước quả phạt này. Xuân Bắc. Đường vào. Tiếp tục là quả phạt góc dành cho PVF CND. Đưa bóng vào. Đánh đâu? Khá nguy hiểm. Tiếp tục là cầu thủ PVF CND dứt điểm. Đó là pha dứt điểm không trúng tâm bóng tới từ cái chân của Ngọc Sơn. Tấn công cho Thanh Nhàn. Thanh Nhàn đối đầu với Văn Đức. Vẫn là Thanh Nhàn. Đường chuyền tốt. Không được. Cơ hội. Tỷ số là 1-0 dành cho PVF CND. Một tình huống chớp thời cơ tuyệt vời đến từ Trung Hiếu. Như vậy đã có được bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nó xuất phát từ một tình huống hoạt động bên lăng cánh trái của Thành Nhàn. Cầu thủ mang áo số 28 Trung Hiếu đã rất nỗ lực để giữ điểm. Tỷ số hiện tại Công an Nhân dân 1, Câu lạc bộ Phù Đổng 0. Và như vậy đúng lúc này trọng tài đã thổi còi tức trận đấu giữa PVF CND và các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng. Kết quả chung cuộc đội chủ nhà PVF CND giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và làm bàn duy nhất của Trung Hiếu trong hiệp thi đấu thứ hai. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.